Rồi, hello cả nhà nha. Chúc anh em có buổi sáng làm việc thật là vui vẻ và thành công nha. Tiếp tục clip sáng hôm nay, mình sẽ giới thiệu anh em một loạt máy cũ. Con đầu tiên trong clip sáng hôm nay là con G5 Brin. Máy đẹp keng anh em. Đẹp keng thì cũng dám nói, nhưng mà nói chung là đẹp tầm phải 98. Đó, có riêng anh em thấy cỡ đây được ok chưa? Màn ok luôn. Đó. G5 Brin. G5 Brin màu hồng, màn hình 5 inch, RAM 2 bộ nhớ 16, pin 2004 nha anh em. Máy rất là đẹp nha, riêng đẹp ha. Đó. Ok cho anh em nha, G5 Brin máy Việt Nam xài 2 sim. Con này giá 1 triệu 2 nha anh em, 1 triệu 2 kèm sạc nha. Máy rất là đẹp, cái này là keo nha anh em, chứ không phải trời nha, keo. 1 triệu 2 kèm sạc ha. Tiếp đến là con G7 Brin. G7 Brin anh em. G7 Brin, máy này thay vỏ rồi anh em. Vỏ này thay rồi nha. Đẹp keng như mới luôn. Màn hình 5.5 inch, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3003 nha anh em. Con này giá 1650 anh em. 1650 G7 Brin. Máy vỏ thay như mới luôn. Tiếp đến là một em Oppo F1S. Oppo F1S. Con này màn hình 5.5 inch. Con cũng RAM 3 bộ nhớ 32. RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em. Pin 3475. F1S giá 1550. F1S giá 1550 nha anh em. RAM 3 bộ nhớ 32. Qua thử đúng không? Đúng rồi, chính xác RAM 332 anh em. Giá 1550 thôi. Tiếp đến là em G3 Pro màu xanh. Đó, G3 Pro màu xanh. Con này thì vỏ nói chung là tạm được, tầm 94, 95 chứ không phải là 6 nha anh em. Ok luôn này, đó như mình quay clip anh em thấy không, không phải là quá xấu nha. Vỏ cũng rất là ok luôn. Ribaro. Đó. Màn hình 5 inch anh em, RAM 2 16, pin 2004. Giá 1 triệu 2 luôn, Ribaro, 1 triệu 2 kèm sạc cho anh em nha. Đa số những máy này thì mình giới thiệu anh em cặp trước 50.000 Viettel nha. Những máy cao cao tí anh em cặp 100.000 Viettel. Sẽ nhắn mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua thì mình gửi tiếp cho anh em nha. Không có yên tâm. Tiền cọc anh em cứ yên tâm, trừ vào tiền máy lúc nhận hàng. Thí dụ cái máy 1 triệu rưỡi thì anh em trừ 50 ra tiền cọc. Thì anh em sẽ gửi tiền cho mình, cộng cái phí ship tùy theo xa gần 2-3 chục, 3-4 chục ha. Tiếp đến mình có con 6S máy riêng. iPhone 6S pin 100% anh em, pin này thay mới rồi. 100%. Vân tay ok. Con này là full chức năng, không có một cái gì hết trục trặc nha. Đó, vân tay full cho anh em ha. iPhone 6S 16GB. Máy sạch trơn, quốc tế, đẹp, keng, tầm 98. 6S 16 Ring. Mọi chức năng full Ring. Giá của nó là 2 triệu 4 nha anh em. 2 triệu 4 nha, màn Ring vỏ Ring. 2 triệu 4 cho em 6S. Một con duy nhất 16GB. Và mình có một em 7 lút giá sinh viên. Sinh viên thì anh em biết rồi, máy 7 lút giá sinh viên. Kèm cái ốp cho anh em luôn. Máy này thay vỏ. Đó, nói trước cho anh em là máy đã thay vỏ. Như mới luôn. Vỏ thì thay nó cũ quá, trời xước dữ quá mình phải thay anh em. Màn riêng nha anh em. Máy thay vỏ màn riêng. Đó. Ok luôn. Mọi chức năng full cho anh em. Bao test em thoải mái, anh em mua về cứ bao test thoải mái. Con này là 7 lút. 7 lút 128GB nha anh em. 7 lút 128GB, máy sạch quốc tế. 128GB. Anh em tải chứ phải nói là tải ứng dụng tẹt ga luôn, chụp hình điên dại luôn. Chụp hình điên dại khỏi sợ đời. Con này 128GB chứ không phải là bản 64GB nha. 7 lút. Móc vân tay. Con này móc vân tay, không có vân nha anh em. Đây, giới thiệu cho anh em luôn. Đó, không văng ha, có sao nói vậy. Camera cực đẹp. Camera chụp cực đẹp. Bộ camera iPhone 7 lút cực mắc nha anh em. Anh em nên biết là cái 7 lút này camera nó phải 1 triệu 2 tới 1 triệu 3 nha, bộ camera của nó. Đó, camera trước sau ok hết nha. Camera trước sau là còn đỉnh nha anh em. Không vấn đề hết ha. Test lát cho anh em xem luôn. Mọi chức năng là anh em yên tâm. Đó, lát liếc còn nguyên hết. Không vấn đề hết ha, camera rất ok, máy sạch quốc tế sạch trơn, YouTube rồi xem phim ca nhạc thoải mái, chạy cực nhanh, bị lút thì anh em biết rồi,
quá là sướng luôn. Màn riêng loa là rất là trong. Mọi chức năng full ring, không có trục trặc một cái chức năng nhỏ nha anh em. Bảy nút máy này xin nhắc lại cho anh em luôn, mọi chức năng xài ok, bỏ sim là quốc không vấn đề hết. Móc vân tay và thay vỏ đó, mà nói trước trong clip anh em khỏi phải lên tay gọi đi gọi lại ha. Pin thì thay mới luôn rồi, pin con này 100% luôn anh em. Mình sợ yếu nên mình là quốc cái pin mới cho anh em luôn đó, pin 100%, anh em về chỉ biết xài khỏi vân lên tay hết. Đăng nhập tài khoản nghĩa là quốc thôi, không có iCloud luôn nha. Máy sạch quốc tế 128GB. Rồi mình coi cái con này nước nào đây. Lâu lâu con coi bán cho anh em thôi, máy iPhone mình ít bán lắm. Hàng TAA là của nước nào ta? Đây. Email anh em tự test nha. Đấy. MN4 này. TAA sạc A. Con này để anh em giá 3 triệu 6 nha. 3 triệu 6, 7 lút đen 128GB, 3 triệu 6. Kèm sạc. Hộp lưng này đủ hết anh em, về em đã dán cái lực rồi anh em, kính màn ring mình đã dán cái lực cho anh em rồi, cảm ứng rất là sướng, không vấn đề hết ha. 7 lút 128GB giá 3 triệu 6. Rồi tiếp đến là một em Realme 5 Pro, RAM 8 bộ nhớ 128, máy ring RAM 8 bộ nhớ 128 nha anh em. Realme 5 Pro màn hình của nó là 6.3, pin 4035, máy ring Ken Span đẹp 898, giá 3 triệu 6 anh em, kèm sạc 3 triệu 6 nha, nên là nhanh tay đi gọi nha, có một cái duy nhất thôi. Realme 5 Pro, đây mình coi cấu hình cho anh em luôn. Realme 5 Pro, RAM 8, bộ nhớ 128GB, Qualcomm loại 8, 128GB anh em. Đó, máy đẹp keo sạc, kính lưng chưa hề vứt trời nào hết, bảo đảm cho anh em luôn, máy cực đẹp. Giá ra đi là 3 triệu 6 nha anh em. Vivo i53 mới có. Vivo i53 mới có vỏ trời sức theo thời gian sử dụng máy nguyên riêng. Kính thì còn đẹp. i53 màn hình 5 inch, RAM 216, pin 2500. Con này 850 thôi, kèm sạc. 850 nha anh em. Nhanh tay thì còn. Máy là rất là đẹp. Sức sát nhẹ thôi, còn xài thì ok, có 850 thôi. Xem YouTube Zalo thoải mái. Tiếp đến là một em Samsung Ribeiro. Con này vỏ ring. Con này vỏ ring có xuất sắc, đó anh em có xuất sắc nha, đó. Màn thay. Màn thay nhưng bao anh em không có xưa, không có liệt liếc hết nha. Mọi cái muốn là ok luôn. Này. Ribeiro. Màn hình 5.5, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3600. Con này để anh em giá 1.650.000. 1650 giá là hơn cái màn hình tí xíu thôi anh em. Mua là chỉ mua cái màn hình, nó thực sự anh em luôn, giá cực rẻ. 1650 em sạc. Tiếp đến là mình có một con Samsung A30. Samsung A30 máy ring. Màn hình 6.4, RAM 3, bộ nhớ 32, máy đẹp tầm 98 nha anh em. Pin 4000. A30 máy ring luôn. Kèm sạc cho anh em, giá 2650. 2650 cho em A30 đẹp kem. Tiếp đến là một em Oppo A39. Đây anh em. Máy này thì vỏ cũng có xuất sắc đó, anh em thấy không? Oppo A39. Màn hình 5 inch 2, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 2900 nha anh em, gần 3000 ha. Đó, kính rồi này còn rất là đẹp. Kính thì đẹp, vỏ thì xuất sắc. A39 giá của nó là 1250, quá là bèo nhèo cá kèo anh em, quá bèo nhèo nha anh em. 1250 kèm sạc, 1.250.000 cho em Oppo A39, quá rẻ rồi anh em, không thể rẻ hơn được nữa, quá bèo nhèo rồi. Oppo K3 máy nguyên zin từ A tới Á luôn, máy nguyên zin từ A tới Á luôn anh em. Oppo AK3, Oppo K3 zin nguyên đẹp keng sờ beng. RAM 6, bộ nhớ 64, đẹp tầm 99. RAM 6, bộ nhớ 64, màn hình 6.5, pin con này là 3765. Giá cho anh em là 3850 kèm sạc. 3850, máy đẹp tầm 98 nguyên zin. Cam kết cho anh em luôn. Cực đẹp.
Tiếp đến là mình có một con Realme 5. Realme 5, hàng Realme. RAM 3 bộ nhớ 64. Màn hình 6.5 inch. Con này còn pin không đây? Là còn. Con này là kính xước 1-2 lông mèo nha anh em. Có vài cọng lông mèo nha, nhị cực, không vấn đề. Realme 5. Lưng đẹp, kính vài cọng lông mèo. Màn hình 6.5 inch nha, RAM 3 64, pin 5000. Con này đáng lẽ mình bán là 2450, nhưng mà xước nhẹ thì mình tính anh em 2.4 triệu cho nhanh luôn. Không có lo gì mới đâu anh em, 2.4 triệu nha. 2.4 triệu đi nhanh luôn. Pin con này yếu rồi, bây giờ mình sạc ha, còn 11%. 2.4 triệu kèm sạc. Rồi, tiếp theo clip là mình có một em Samsung A20s này anh em. Samsung A20s này. Đó, lưng đẹp này. Lưng có dán keo rồi, dừng dán keo, đẹp. Đã dán keo chống xước luôn nha anh em rồi. Kính thì cái góc này bị mi tí xíu xíu nha, mi tí xíu xíu. Dán cường lực full nên anh em không thấy đâu. Mình quay lại cho anh em đó, anh em nhìn thấy rất là đẹp ha, nhưng mà có mít nó sao nổi dậy, mình không có dấu giếm ha. Bán thực sự thôi, không có dấu giếm ha. Bởi nhẹ này, góc xíu xíu, mình chưa ép. Để nguyên riêng bán cho anh em luôn nè. A20s. Màn hình của nó 6.5 inch. RAM 3 bộ nhớ 32. Pin con này 4000 nha anh em. Và con A20s này mình để anh em giá 2.3 triệu kèm sạc. Giá 2.3 triệu nha, đi nhanh cho anh em luôn. Rất là rẻ rồi anh em ơi. 2.3 triệu A20s. Con này mới hiện tại dòng 3.8 3.9 nha anh em. Giá 2.3 triệu ha. Mình không ép lại, mình nên bán luôn cho anh em thích thì chơi luôn, khỏi phải ép ót gì hết ha. Rồi. Clip này xin tạm dừng tại đây đi. Những anh em chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh Di Động Phúc chúng mình nha. Số điện thoại là 0355 356 356 để đặt hàng. Địa chỉ mình ở là Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng. Và một cơ sở nữa bên Bình Phước. Đó. Rồi, thân ái chào anh em nha. Hẹn anh em với những clip mới nhất từ kênh của mình.